Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Như tôi đề ở trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng sale giảm giá hai cặp loa đến từ Anh Quốc, châu Âu. Đó là cặp loa BNW model 704 và cặp loa BNW model 7SE. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng test một đoạn nhạc. Sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về các sản phẩm này. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc truy cập trang web chính thức tiến dũng audio.com. đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Tín hiệu được lấy trực tiếp từ một chiếc TV Ethernet thông qua chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao, chiếc Topping DX5. Đó là những âm thanh rất tuyệt vời của bộ ba thiết bị và hợp đồng phối ghép rất ăn ý. Thì tôi cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay, đó là đàn ông 2000SE, đầu DC Topping DX5 và hai cặp loa BNW đến từ Anh Quốc. Trong tháng 12 này thì Dũng có một chương trình khuyến mại sale đặc biệt cũng như là khuyến mại quà tặng mừng năm mới. Thì Dũng sẽ tặng kèm theo một cặp dây tín hiệu AV 3 lăng hoặc 6 ly. Chỉ giá món quà này là 500 ngàn sẽ dành tặng cho các đơn hàng có giá trị giao dịch từ 5 triệu đến 10 triệu. Các đơn hàng từ trên 10 triệu thì Dũng sẽ dành tặng ra một cặp dây loa Pro N của Ý, hàng Made in Italy. Món quà này trị giá 800 ngàn sẽ dành cho các đơn hàng trên 10 triệu. Quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình hoặc truy cập trang web chính thức tiến dũng audio.com. Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao 32 bit, đó là chiếc Topping DX5. Đây là một sản phẩm mà đầu giải mã chuyên nghiệp đạt chuẩn Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless và chuẩn MQA. Đây là các tiêu chuẩn rất quan trọng của Mỹ và của châu Âu về chất lượng âm thanh. Đây là giao diện phía mặt sau của chiếc đầu giải mã DC này. Tiếp nhận tín hiệu dạng optical ở đây, cổng USB giao tiếp với máy tính hoặc điện thoại ở đây, cổng Bluetooth ở đây và xuất ra ở hai cổng, đó là cổng RCA và cổng ba lăng. Chúng ta có thể kết nối đến hai dàn âm thanh cùng lúc. Ví dụ như quý vị và các bạn có một dàn âm thanh nghe nhạc và một dàn hát karaoke, chúng ta kết nối cùng một lúc hai dàn. Chiếc này sử dụng hai chip giải mã DC nhạc chất lượng cao, cao cấp của thương hiệu Topping, với hàng chính hãng mới nguyên hộp. Mức giá thông thường chính hãng là 11.900.000, thì Dũng đang phục vụ với mức giá chỉ 11.500.000. Quý vị và các bạn sẽ nhận với tình trạng mới nguyên siêu, nguyên hộp. Mới hơi chiều hôm qua thì Dũng mới về được 10 con Topping DX5. Quý vị và các bạn sẽ nhận với tình trạng mới nguyên siêu, nguyên hộp, bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1. Topping DX5
phù hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke, kết nối với TV, với điện thoại, với máy tính, rất tiện lợi. Chiếc này sẽ thay thế cho hoàn toàn tất cả các dòng đầu đĩa CD, các đầu MP3 trên thị trường. Thì Dung đang có một chương trình khuyến mại áp dụng cho sản phẩm này, đó là tặng theo một cặp dây ba lăng Pro N của Ý và một dây quen trị giá 2 món quà là 600.000. Quý vị và các bạn quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng sớm để sở hữu sản phẩm này. Chơi Tết rất tuyệt vời. Kết nối với dàn âm thanh, kết nối với dàn nghe nhạc rất dễ dàng. Quý vị và các bạn, khi mua sản phẩm thì Tiến Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn, nếu như anh em gặp trở ngại trong việc lắp đặt, Tiến Dũng sẽ gọi video hướng dẫn lắp đặt rất đơn giản. Phía dưới này là hai chiếc âm ly Đần Nông hàng Nhật, dòng SE cao cấp. Dòng SE là dòng Super Audio cao cấp của thương hiệu Đần Nông đến từ Nhật. Chiếc ở phía trên là Đần Nông 1500 SE, 4 sò MOSFET, công nghệ Ultra High MOS độc quyền của Đần Nông. Sản phẩm này có thể chơi được hai cặp loa từ 8 đến 16 ohm. Chúng ta có thể phối ghép với hầu đa các dòng loa trên thị trường. Ví dụ như các dòng loa Sequin Vega Bass 30, các dòng loa Bow tất cả các đời và các dòng loa bền đúc cũng như là Tannoy và JBL. Đàn ông model 1500 SE mức giá 15 triệu. Phía dưới này là 2000 SE. Chiếc này là đàn anh của 1500 SE. Thiết kế mặt và phay nhôm màu silver, tức là màu bạc sang chảnh. Những mẫu âm ly này được sản xuất vào khoảng những năm 2009, đời của nó rất mới. Mức giá của chiếc Đàn ông 2000 SE là 25,5 triệu. Chiếc này còn remote và chiếc 1500 không còn remote. Tất cả những sản phẩm này đều được ship trực tiếp từ Nhật về với tình trạng riêng nguyên bản, hàng bãi tuyển chọn tuyệt đẹp. Phía trên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai cặp loa nằm trong chương trình sale giảm giá ngày hôm nay. Đó là B&Duc, hay nhiều em còn gọi là BVK. Mẫu loa BVK model 704. Đây là mẫu loa hàng của Anh Quốc và sản xuất tại chính nước Anh Quốc. Dòng loa cột cao cấp của thương hiệu B&Duc đến từ Anh. Một bass 20cm, một mid bass 20 và một jack đô. Đây là logo của hãng. Phần thùng loa được trang trí bên ngoài bằng gỗ lạng nguyên khối màu đỏ, rất đẹp và sang chảnh. Loa này có kích thước chiều ngang ước tính khoảng 25cm, chiều cao khoảng 1m và chiều sâu khoảng 30cm. Chúng ta có thể chơi loa BY hoặc chơi full range. Loa có công suất là 150W trên một thùng trở kháng 8 ohm. Loa được sản xuất tại Mét Anh, Anh Lê. Cặp loa này với tình trạng zin nguyên bản, series không trùng số. Đây là bên đây. Các chạm loa còn sáng quắc, rất đẹp. Lỗ thông hơi nằm ở phía mặt sau một lỗ và phía mặt trước một lỗ. Dòng này cho tiếng bass lực mạnh, chắc, gọn. Trung và chép của nó sáng rõ, đặc trưng dòng loa bền đúc Anh Quốc. Mức giá thông thường của cặp loa này là 35 triệu. Thì Dũng đang sale giảm giá 1,5 triệu, mức giá chỉ còn lại 33 triệu 500 ngàn. Cũng như các sản phẩm khác, quý vị và các bạn khi thanh toán đủ tiền trước một lượt, thì Dũng bao phí vận chuyển. Các hình thức đặt cọc thì anh em có thể đặt cọc trước 15%, nhận hàng thanh toán nốt. Với hình thức đặt cọc thì quý vị và các bạn sẽ tự chi trả phí vận chuyển. Phí vận chuyển của cặp loa này đi các tỉnh khoảng cỡ 400-500 ngàn, tùy theo xa gần. Đây là e-cang của hai cặp loa thì Dũng đang giới thiệu. Tất cả bằng e-cang bằng nhựa và lưới vải màu đen. Bên đây là B&Duc model 7SE. 7SE có cấu trúc khá giống với 704. Một bass 20, một mid bass 20 và một jack đô. Phần thùng loa được trang trí bên ngoài bằng gỗ lạng màu vàng sang chảnh. Cặp loa này có kích thước ước tính là chiều ngang 25, chiều sâu 30 và chiều cao của loa 98cm, sắp xỉ 1m. CDM7 Spicer Audition. Công suất là 150W trở kháng 8 ohm. Loa được sản xuất tại Mét Anh, Anh Lê, Anh Quốc.
cặp loa tuyệt đẹp. Đây là mẫu loa rất đáng chơi của thương hiệu B&W đến từ Anh. Tất cả zin nguyên bản. Ở đây chúng ta thấy có vẻ nó hơi bạc một chút, không hề hấn gì. Cặp này series liền kề đúng cặp. Mức giá thông thường của B&W Model 7 SE là 26 triệu. Thì chúng đang sale giảm giá 1,5 triệu. Mức giá chỉ còn lại 24 triệu 500. Chương trình sale giảm giá và quà tặng này áp dụng từ nay cho đến hết ngày 14 tháng 1 năm 2023. Nhằm ngày 23 Tết. Quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng để sở hữu những sản phẩm tuyệt đẹp mà mình quan tâm với mức giá rất ưu đãi và phần quà tặng rất đặc biệt. Hai sản phẩm này Tiến Dũng sẽ tặng kèm theo là một cặp dây loa Pro End của Ý trị giá 800. Phía dưới này Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly của thương hiệu Danone nữa. Đó là Danone PMA S10 hai la mã. Nhìn anh em đọc chữ này là QS10 nhưng chúng ta đọc đúng là S10 hai la mã. Đây là chữ S viết hoa, viết kiểu. Đây là một chiếc âm ly rất đáng chơi của thương hiệu Danone. Điện 100V, công suất nguồn 300W và máy sử dụng đến 16 so 1 phép. Chơi hai cặp loa 8 ôm rất thoải mái. Đây là khắc tinh của các dòng loa Bow từ 301 cho đến 901. Các dòng loa B&W, Tannoy, JBL, Pioneer, Bass 40cm chơi rất thoải mái. Mức giá của Danone PMA S10 hai la mã là 26 triệu. Phía trên này là một chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao cao cấp của thương hiệu Fio. Đó chính là Fio K9 Pro ESS. K9 Pro ESS là một thiết bị đầu giải mã DC cao cấp nhất của thương hiệu Fio, hàng chính hãng. Thiết bị này có thể kết nối với TV qua cổng Optical, kết nối với máy tính thông qua cổng USB, kết nối với điện thoại thông qua Bluetooth và USB. Xuất ra ở hai cổng, cổng ba lăng và cổng RCE. Chiếc này cầm rất nặng, rất chắc tay. Chiếc này hàng chính hãng Made in China, sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu. Dốc chuẩn CE và FE, tiêu chuẩn Hi-Res Audio, nhạc chất lượng cao. Tiêu chuẩn MQA, nhạc chất lượng cao. Đây là các dấu hợp chuẩn cũng như tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu. CE là của châu Âu và FE là của Mỹ. Lưu ý với quý vị và các bạn, chiếc này có hai nguồn điện. Chúng ta cần quan tâm đến công tắc. Khi chúng ta bật sang 230V là sử dụng cho Việt Nam hoặc các nước châu Âu. Và khi chúng ta bật qua 120V là sử dụng cho Nhật hoặc Mỹ. Sản phẩm này phù hợp cho việc nghe nhạc chất lượng cao và hát karaoke từ YouTube. Kết nối với TV, điện thoại, máy tính. Mức giá là 20.900.000. Các sản phẩm này đều là hàng mới nguyên hộp, bảo hành 12 tháng. Thương hiệu Fio và thương hiệu Topic là hai thương hiệu mà Tiến Dũng đang là đại lý chính thức của hai sản phẩm này, hai thương hiệu này. Quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng để sở hữu những sản phẩm mà mình quan tâm với chất lượng đảm bảo bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn và phần quà tặng hậu mãi khuyến mại đặc biệt. Xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.